Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khánh Tùng TV. Và hôm nay mình sẽ review một sản phẩm tai nghe Bluetooth giá rất là rẻ nhưng mà được cộng đồng mạng đánh giá rất là cao và số lượng bán ra rất là lớn. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem nha. Hiện tại mình đặt trên Shopee với giá là 125.000. Thì mình về đây mình sẽ test xem thử là nó như thế nào nha các bạn. Tại hộp thì bên phía bán họ nói là họ sẽ xé ra để dán tem bảo hành cho cái tai nghe, nên cái hộp này đã bị xé rồi. Thì mình sẽ cùng khui nó ra nha. Trước khi khui hộp ra thì mình sẽ review bên ngoài cái hộp nha. Thì bên ngoài cái hộp thì chúng ta sẽ thấy là có thương hiệu tên là Remax, sản phẩm là T9 Wireless HD Voice. Ở ngoài này thì nó có một cái miếng tem để cho mình phân biệt hàng giả hàng thật các bạn. Khi mà mình nghiêng thì nó sẽ có hai cái đường chữ R nó rất là ảo, và phía dưới là một cái mã QR để mình có thể quét ra sản phẩm này. Bên này thì nó sẽ ghi là HD Voice và More Connection, là có nghĩa là kết nối nhiều thiết bị cùng một lúc. Và pin là 100mAh, là long standby, là cho thời gian dài. Còn mặt sau thì không có gì hết. Còn ở dưới đấy thì các bạn thấy là nó có mấy cái mã vạch nè, chữ tàu Trung Quốc nè. Bên này cũng là hai cái mã luôn. Bên này là mã QR của cái Facebook và bên này là Twitter. Rồi còn lại là những cái anh, tàu em, tàu cửa gì đó không biết. Rồi, bắt đầu chúng ta khui hộp nha. Bên trong thì nó đặt cái tai nghe lên một cái thanh các bạn, nhìn rất là sang trọng. Rồi, mình sẽ gỡ nó ra. Phía dưới thì để mình khui phía dưới luôn các bạn. Phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái móc tay. Ta sẽ gắn vào bên đây. Nếu mình dùng mình tay phải thì mình sẽ gắn như thế này, còn nếu mình dùng tay trái thì mình sẽ quay ngược lại. Mình dùng tay phải thì mình sẽ gắn bên đây. Một dây cáp sạc các bạn, micro USB sợi ngắn. Ở trên sợi cáp thì cũng có chữ để mình lấy nét nha. Đây, trên sợi cáp thì nó cũng có chữ Remax luôn. Phía này cũng có một cái logo. Ok, ở dưới đây thì nó có một cái nút tai nghe. Nó lấy nét không được các bạn. Đây, cái nút tai nghe. Khi mà các bạn dùng cái này nè, mà nó bị rớt mắt hoặc là nó bị lỏng quá thì chúng ta có một cái nút dự phòng. Okay. Đây là cuốn sách hướng dẫn sử dụng, thì chắc ít khi nào mà dùng tới cái cuốn này các bạn. Trong này thì ghi tiếng Anh không các bạn. Mình nghĩ hàng này là hàng nhập khẩu. Này tiếng Tàu nữa nè. Nghĩa là hàng nhập khẩu nên không có tiếng Việt. Cái này thì nó ghi là bộ sưu sản phẩm gồm là một tai nghe Bluetooth nè, một dây cáp sạc nè, một dây cáp này là chắc là cái này, chắc là cái này, và sách hướng dẫn sử dụng gì đó. Ok. Quay lại với sản phẩm chính của chúng ta nha.
chúng ta sẽ có một tai nghe. Mình nhắc lại là mẫu này là mẫu Remax T9 nha các bạn. Dòng T9 này đang rất là hot trên thị trường, giá trong tầm giá là khoảng hơn 100.000 thì mẫu này đang rất là hot trên thị trường. Về đánh giá sơ về cái thiết kế nha các bạn, là phía trên chúng ta sẽ có một cái lỗ sạc micro USB để chúng ta cắm sạc, thì chúng ta có thể dùng cái dây này, nó có đưa theo kèm, hoặc là chúng ta có thể dùng dây sạc điện thoại bình thường của chúng ta luôn, cũng có thể cắm bình thường. Rồi bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có nút âm lượng nha các bạn, lớn và nhỏ. Còn bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có nút bật tắt nguồn nha các bạn. Này, khi chúng ta gạt xuống thì nó sẽ bật lên, và chúng ta gạt lên nó sẽ tắt. Còn phía dưới thì nó sẽ có một micro các bạn, micro để nói chuyện, gọi điện thoại đó. Cũng trong này thì nó sẽ có một số thông tin như là model là RBT9 Made in BRC, có nghĩa là nói chung là viết tắt của Trung Quốc các bạn, China BR. Okay. Phía trên này chúng ta sẽ có một cái nút ấn, thì nó có một cái khe hở này, chúng ta ấn cho nó kêu cộc cộc các bạn. Đây. Rồi bây giờ mình thử kết nối với điện thoại nha các bạn. Rồi ok, đầu tiên chúng ta sẽ gạt cái công tắc này xuống nha các bạn. Khi chúng ta gạt xuống phía này nó có cái màu xanh này, bên này nó sẽ nhấp nháy các bạn. Rồi sau đó các bạn lấy điện thoại các bạn vào Bluetooth. Đây, nó sẽ hiện ra là RBT9 là nó nha các bạn. Rồi ok, đã kết nối. Sau khi đã kết nối thì đèn ở đây nó sẽ không còn màu đỏ xanh nữa, mà nó chỉ còn màu xanh nháy nháy từ từ thôi các bạn, và chúng ta có thể sử dụng được. Ok, thì thông tin sản phẩm này nè các bạn, nếu các bạn mua sản phẩm thì mình sẽ để link bên dưới nha. Này mình không có quảng cáo nha các bạn, mình chỉ lựa sản phẩm chất lượng và giá rẻ mình để cho các bạn mua thôi, chứ mình không có quảng cáo gì hết nha. Về nếu các bạn mua shop này cũng vậy nè, bảo hành 1 năm, một đổi một trong tháng đầu tiên. Thì ưu điểm của sản phẩm này đó là thời lượng pin rất là trâu, âm lượng lớn, nghe rõ, chính hãng và tầm giá dễ tiếp cận. Đây các bạn có thể thấy nè, thời gian sử dụng rất lâu, thời gian nằm thoại là 5 giờ, 10 giờ đến 10 giờ, thời gian nghe nhạc từ 4 giờ đến 8 giờ, hỗ trợ tối đa là 10 mét. Thời gian chờ là từ 95 đến 120 giờ, công nghệ Bluetooth 4.1. Rồi các dòng sản phẩm chỉ cần có Bluetooth là có thể sử dụng được các bạn. Pin thì là 100 mAh. Còn những cái loại mà giá rẻ khác vài chục ngàn thì nó chỉ có là 50 mAh thôi. Chúng mình sử dụng chừng hơn 1 tiếng đến 2 tiếng là nó đã hết pin rồi. Okay. Đây, các bạn xem đánh giá này, rất là tốt các bạn. Ok. Rồi. Rồi. Trên tay mình là chiếc Remax T9 nha các bạn. Mình vừa mới review xong. Các bạn cứ bấm vào link mình sẽ để trong phần mô tả. Mình vừa review xong sản phẩm tai nghe Bluetooth giá rẻ và sử dụng rất là ok cho các bạn tham khảo.
Và nếu các bạn yêu thích video này và yêu thích kênh của mình thì các bạn cứ bấm vào nút like và nút đăng ký ủng hộ mình đạt 5k sub nha các bạn. Tại vì kênh của mình là cũng là một kênh mới thôi, chỉ được 1k sub, nên mình muốn sự ủng hộ của các bạn để có thể giúp kênh mình có thể phát triển hơn. Và các bạn cũng có thể tham khảo những video khác trong kênh của mình bằng cách nhắm vào kênh của mình và một video tải lên. Các bạn có thể xem danh sách video và ấn xem và cho mình một like video để cho mình có động lực để làm những video sau nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.